Các bạn thân mến, thì hôm nay chiều 16 tháng 7 thì trời nó âm u mưa, thì tôi quay video là lúc 4 giờ, nhưng mà buổi chiều thường tôi phát video nên là lúc 18 giờ 30. Thì làm YouTube thì tôi thường phát video cố định cái giờ đấy, cái buổi chiều ở 18 giờ 30, và buổi trưa nếu có thì tôi phát khoảng 10 giờ đến 10 giờ 30 nếu làm kịp. Thì các bạn biết thì quá trình làm view YouTube thì mỗi ngày thì tôi cũng cứ chia sẻ vài chậu này, và quá trình trồng kia thì trồng như thế nào tôi sẽ làm. Nhưng mấy hôm nay là cũng cứ bận miết nên là không làm đấy. Đây trời bắt đầu đang mưa, thì tối nay tôi cũng chỉ đưa lên 5 chậu thôi. Đấy, buổi trưa đưa một số kiến và một số dề của Jenny. Thì bạn nào ưng siêu tầm thì buổi trưa nó vẫn còn mấy mấy dề ăn rồi, còn một vài kiến thôi. Có cây còn dài này, 2 gang này, nhưng mà để giá hữu nghị thôi, 200. Còn không thì các bạn biết cái này để từ giờ đến sang năm thì nó cũng phải dài rồi. Từ đến cuối năm là nó thắt ngọn thì nó cũng phải cao tít tít như thế này. Thì vậy đấy, tôi đã cho một ít phân chuồn quế đây, không biết là nó có tốt hay không. Còn quá trình tôi làm imo tôi tưới, nhưng mấy bữa nay là lười vẫn chưa tưới được mới. Còn hai cái bịch kiếm kìa, hai cái dề kiếm này hôm trước đấy, nhưng mà chưa bạn nào sưu tầm. Cái này thôi thì mỗi cái 120 nghìn một cái dề này, có hai dề một cái hai cái này, thì bạn nào sưu tầm. Vì tôi cũng chưa chưa trồng vào cái chậu đấy. Thì buổi trưa là vẫn còn cái video buổi trưa là vẫn còn mấy kiến và mấy dề, nếu bạn nào ưng thì vẫn sưu sưu tầm. Hình một này là 200 nghìn, cái này nó được khoảng hơn 10 cm, như nó lá rất đẹp, các bạn thấy chưa? Nó được khoảng 15 cm thôi. Cái này nó từ một con kiến trồng lên đấy, thì tôi trồng con kiến này thường rất nhiều thân già đấy, thì nó được khoảng 15 cm. Các bạn thấy thân thân lá nó đây đấy, thì cái này là 200 nghìn. Thì bạn nào ưng thì nhắn tin số điện thoại 0965 895 207. Hình 2 là 200 nghìn, nhưng hình 2 này nó dài lên rồi này các bạn này, dài hơn một gang thôi này. Cái thân này thì như nhiều bạn cứ quan tâm là hoa chưa, thì cái thân này, thân năm ngoái này chưa có hoa nữa, kể cả mấy năm trước này trốn hoa này. Để bạn nào sưu tầm thì cái hình 2 này 200 nghìn. Đấy, mưa nó hắt vào đây rồi. Đấy, thì thân lá như thế này 200 nghìn. Cứ để nồi vào đây, tôi treo lên trong dâm ở trong này. Hình 3 khoảng 200 nghìn. Đấy, hình 3 này các bạn thấy tôi đo là nó được khoảng 2 gang, là 40 cm này. Lá rất là đẹp này. Cái này cái thân năm ngoái đây nó coi coi này, hình như chưa chưa có hoa này, sờ chưa thấy mẫu mẫu nào đây này. Để thân năm ngoái, đúng rồi, thân ở đây, thân năm ngoái nó đây. Nhưng nhiều bạn cứ quan tâm là hoa chưa hoa rồi, biết hoa chưa hoa rồi, thì những cái nào thì nó chưa. Tức là năm vừa rồi trồng, những cái này trồng cuối năm vừa rồi, nhưng mà cái thân này nó không ra hoa rồi. Hình 3 là 200 nghìn. Dưới này nó còn một cái chi này, chi 52 đấy các bạn này. Về thân già nó có chi thì mình đặt lên đấy. Hình 3 là 200 nghìn. Hình 4 là 250 nghìn. Cái này có hai cây, một cây này là được một gang này. Một cây bên này nó được khoảng 10 cm này. Thì đây là trồng hai dề khác nhau này. Thì một số chậu là tôi cứ trồng hai cái. Thì mấy bữa vừa rồi chia sẻ thì một số cái chậu hai cái thì các bạn cũng sưu tầm. Đấy, cây này nó thân cũng thân mảnh. Hình 4 là 250 nghìn. Sang hình 5 là 250 nghìn. Cái này thì nó ngắn thôi, nhưng nó một dề thân mảnh và cộng vàng ươm này các bạn này. Nó hai dề, cái bên này thì chỉ được 5-6 cm thôi. Và nó có một cái kỳ đây nữa này. Đấy, kỳ này nó nhỏ nhỏ này. Những cái lá đầu nó bị vàng vàng vàng, chắc nó gặp gãy. Đấy, cái này khoảng 15 cm. Đấy, mưa nó hơi hắt hắt nước mà. Đấy, video này hôm nay tôi làm đến đây là kết thúc. Cái này là 250.000 này, hình năm này. Bạn nào sưu tầm thì nhắn tin số điện thoại 0965 895 207. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.